chào quý ông bạn chị em đến với một mối men cho đời phần suy niệm tin mừng. Hôm nay chúng ta cùng suy niệm tin mừng của Chúa Nhật 24 thường niên năm c Giờ đây chúng ta cùng lắng đặng ít phút để lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có những người phạm thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thế vậy, những người Việt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng, ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn với chúng. Bây giờ, người bảo họ dụ ngôn này. Ai trong các người có một trăm con chiên, vào nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa, mà đi tìm cho được con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao. Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, Trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc." Cũng vậy, tôi bảo cho các ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao và khi đã tìm thấy bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất cũng vậy tôi bảo các ông các thiên thần của thiên chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải người lại phán rằng Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa với cha rằng, Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chảy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết sạch tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng tranh heo. Nó muốn ăn những đồ ăn heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bây giờ, nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ. Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư giặt, còn tôi tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi và trở về với cha tôi và thưa với người rằng, Lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, Lạy cha, con đã đối phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và sỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng vì con ta đây đã chết nay sống lại đã mất nay tìm thấy và người ta bắt đầu ăn uống linh đình người con cả đang ở ngoài đồng khi về đến gần nhà nghe tiếng đàn hát và nhảy múa anh gọi một tên đầy tớ đến hỏi xem có chuyện gì tên đầy tớ nói đó là em cậu trở về và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời. Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: "Hỡi con, con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con, nhưng phải ăn tiệc mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy." Kính thưa quý ông bà anh chị em, Cách đây một tuần, khi tôi vào trang Facebook, tình cờ bắt gặp một video clip do nickname Tinh Túy đăng với tựa đề Khi cha già đi. Trong video clip này dài 7 phút, tác giả trình bày cho chúng ta một câu chuyện rất đời thường. Cảnh một người con trai bán phở đối xử tệ bạc với cha của mình. Một người cha già, yếu đau, đến độ không bưng nổi cái tô khi ông sơ ý làm bể cái tô thì người con trai la mắng chửi ông ông làm ăn như thế ư ông có biết lần này là lần thứ bao nhiêu rồi không ạ à? ông cứ đập hết bát đũa như vậy thì tôi lấy gì tôi bán thôi ông đi vào trong đi sau cảnh quay ấy là cảnh quay một người cha bị mù lòa khác được một cậu con trai là sinh viên đại học dắt vào quán ăn để ăn phở người con trai kêu hai tô phở bỏ sau đó anh ta lại gần anh chủ quán và nói tô của tôi thì đừng bỏ thịt thịt đó bỏ hết vào tô của cha tôi khi anh chủ bưng hai tô phở cho hai cha con người cha vì mù lòa ông chỉ cảm nhận được qua việc sờ vào tô phở và biết được tô mình nhiều thịt quá ông đành gắp chia cho con trai và nói còn ráng ăn đi cho khỏe mà học. Người con nhận xong thì lệ gấp ngược lại cho bố. Cứ như vậy, hai cha con vui vẻ ăn hết hai tô phở. Chứng kiến cảnh người sinh viên yêu thương bố mình như vậy, chàng thanh niên chủ quán nhớ lại ký ức về cha mình. Biết bao điều tốt đẹp cha đã làm cho anh khi anh còn tấm bé. Nhưng giờ thì cha già, chậm chạp, vụng về và anh đã nhiều lần đối xử tệ bạc với cha mình. Chính vì thế, anh đã hối hận và chạy vào nhà để xin lỗi cha và hứa sẽ thay đổi để làm cha hạnh phúc. Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện rất cảm động ấy chất chứa một thông điệp mà chúng ta đã được chính Đức Giêsu rao truyền từ nhiều ngàn năm về trước. Thông điệp ấy là lòng yêu thương của người cha dành cho con cái thì luôn lớn lao và vị tha đối với hết mọi con cái mình. Người cha ấy chính là Thiên Chúa, cha đấng giàu lòng thương xót. Chúa Giêsu kể lại trong ba dụ ngôn của tin mừng Chúa Nhật 24 thường niên hôm nay. Trái tim có lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được. Triết gia Pascal đã nói với chúng ta như thế. Đúng vậy. Chúng ta không thể nào hiểu được trái tim yêu thương của Thiên Chúa là Cha bằng triết lý của lý trí con người. Quả thế, trong dụ ngôn thứ nhất, người chân chiên đã bỏ 99 con chiên lại nơi hoang địa để đi tìm con chiên lạc. Hành trình tìm kiếm có lẽ đầy gian khó và hiểm nguy, nhưng điều ấy không nguy hại và liều lĩnh cho bằng việc để lại 99 con chiên trong hoang địa. Lý do là không biết ông có tìm được con chiên lạc hay không, nhưng nguy cơ sói dữ hay kẻ trộm có thể lại bắt mất của ông biết bao con chiên khác. Với suy nghĩ logic ấy, chúng ta tự hỏi rằng tại sao người chăn chiên lại làm vậy? Sao một lại bằng 99 được nhỉ? con tim có lý lẽ riêng của nó người chân chiên làm như thế là vì trái tim yêu thương của người chủ chiên ông biết rõ từng con của mình con chiên lạc có lẽ vì gầy gò ốm yếu vì bệnh tật nên không theo kịp đàn nên đi lạc con chiên lạc ấy cũng có thể là vì mê chơi thích chạy nhảy và tách đàn đi đánh lẻ nên bị lạc dù nó là con chiên thế nào, nhưng vì yêu thương mà người chủ chiên đã không ngần ngại bỏ 99 con chiên kia lại trong hoang địa để đi tìm con chiên lạc. Và khi tìm được, anh ta vui mừng kêu mời bạn hữu đến và nói: "Anh em, hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc." Chúa Giêsu chính là người chăn chiên nhân lành ấy. Người yêu thương và hiểu, hiểu rõ hết từng người trong chúng ta. Người hiểu rõ và trân trọng mỗi người chúng ta. Dù chúng ta là người tội lỗi hư hỏng, nhưng người vẫn yêu thương chúng ta vì trái tim người có một lý lẽ khác xa với cái nhìn nhân loại. Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải. Trong dụ ngôn thứ hai, người đàn bà có 10 đồng bạc nhưng chẳng may đánh mất một đồng. Thế nhưng giữa đêm khuya, bà đã đốt đèn và quét nhà để tìm kiếm cho được đồng bạc bị thất lạc. Và khi tìm thấy, bà vui mừng mời chị em hàng xóm đến chung vui. Chắc hẳn đối với bà, đồng bạc thật quý giá. Đến nỗi bà đã vất vả tìm kiếm giữa đêm khuya cho đến khi tìm thấy lại còn đánh thức hàng xóm đến chia vui niềm vui lớn lao của bạn. Đồng bạc tuy nhỏ bé và có giá trị nhỏ với nhiều người nhưng lại có giá trị đặc biệt với người đàn bà. Cũng vậy, mỗi người chúng ta dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng có một giá trị vô giá trước mặt Chúa. Vì thế, Thiên Chúa sẽ luôn tìm kiếm chúng ta và không muốn chúng ta bị hư mất với lý lẽ của một trái tim, các thiên thần, thiên chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Sau hết, dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn người con hoang đàng, càng làm cho chúng ta khó hiểu hơn nữa về lý lẽ tình yêu của trái tim người cha. người con thứ đòi cha chia gia tài, sau đó đã mang gia tài ấy đi ăn chơi trác táng và ngốn sạch nó vào tứ độ tường. Đến khi thân tàn ma dại, anh ta mới hồi tâm, mới tỉnh ngộ về hành vi chắc táng, tán tận lương tâm và vô liêm sỉ của mình. Nhưng khi nghĩ về người cha già nhân hậu, đối xử tốt lành với mọi gia nhân, anh đã quyết tâm quay về và xin cha xem mình như kẻ ăn người ở để tồn tại thế nhưng điều anh không ngờ là từ ngày bỏ nhà đi hoang người cha già không ngớt ngóng trông và chờ đợi tin anh và khi thấy anh về trong cảnh thân tàn ma dại người cha không trách móc không chửi bới không phạt nặng trái lại với tấm lòng nhân hậu thương con không bờ bến cha đã ôm lấy anh tha thứ nhận anh lại như đứa con đã chết nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Qua ba dụ ngôn trên, Chúa Giêsu muốn tỏ cho chúng ta thấu hiểu trái tim Chúa chứa đầy tình yêu xót thương. Ngài yêu thương và luôn luôn bao bọc trở che để mong cho chúng ta được sống hạnh phúc. Ước chi khi cùng nhau cử hành phụng vụ của ngày Chúa Nhật này, Mỗi người chúng ta thêm xác tín hơn về lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta quyết sống đáp trả với con tim yêu thương. Chúng ta hãy yêu Chúa bằng việc năng đọc kinh cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Chúng ta hãy yêu mến gia đình và mọi người bằng con tim yêu thương và vị tha qua những hành động cụ thể là lối sống nhân ái và lương thiện. Amen.